Xin chào tất cả quý vị và các bạn đang đến với kênh Trình Phát. Ngày hôm nay 28 tháng 12 năm 2018, và sau đây là bản tin tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam. Hôm nay là ngày giao dịch cuối năm ha. Thì cũng nhân đây thì chúc cho tất cả mọi người, quý khán giả cũng như là tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình, chúng ta có một cái mọi cái xui xẻo này kia, mọi thứ buồn lo lắng này kia nó sẽ ở lại năm cũ, và chúng ta có một đón một năm mới nó tràn đầy sức lực, tràn đầy những cái may mắn và cái sự thành công, vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân ha. Và chúng ta sẽ vô chương trình thôi. Ngày hôm nay thì chủ yếu là các quỹ nội quỹ ngoại này kia thì họ chốt chốt cái tổng tài sản, chốt cái tổng tài sản để có được những cái giống như là lương thưởng này kia mọi thứ. Nước ngoài thì họ như vậy ha, đó thì trong nước thì cũng vậy thôi, chẳng qua là cái thưởng của chúng ta thì nó nằm ở cái tế ta, nhưng mà chốt số thì người ta cũng chốt chốt cái những cái ngày cuối năm của tháng dương lịch để người ta tính trong vấn đề người ta làm ăn. Như vậy thì chẳng hạn như là nhân viên của một quỹ hoặc nhân viên của một cái tổ chức nào đó mà có dính đến chứng khoán thì người ta cũng sẽ có những cái tính toán cơ cấu những cái danh mục trong những ngày này. Vì lý do đó thì thị trường nó sẽ xảy ra cái vấn đề rung lắc là cái chuyện bình thường ha. Vì có thể là những cái hoạt động của chúng ta sẽ bắt buộc phải tạm gác qua qua năm rồi, bây giờ là xem như đã coi như là đóng cửa kết thúc ha. Còn đang đỏ thì chúng ta sẽ gọi là qua năm thì xanh à. Và tất cả các anh chị em thì chú ý là cái tài khoản của chúng ta sau ngày hôm nay á, nó sẽ có một cơ số cái sự thay đổi là như thế này. Thì nó sẽ hình như chiều nay nè là bắt đầu nó sẽ reset lại hết toàn bộ tất cả những khoản lời lỗ của tất cả các anh chị là nó mất tiêu hết à. Mất tiêu hết và nó đưa về số mo, tức là chúng ta đánh lại từ đầu cái kiểu giống như vậy. Vì lý do đó nên mình có một cái lưu ý cho tất cả anh chị là tránh xảy ra những cái rủi ro về vấn đề mà nó bị nhầm lẫn đó. Chúng ta nên chụp màn hình của chúng ta lại, chụp màn hình chúng ta lại ha. Mình nhớ thường khoảng tới 8 giờ bắt đầu nó mới reset lại, nhưng mà tùy công ty chứng khoán với lại cũng tùy ha. Chúng ta nên nên có những cái sự nó chụp cái màn hình lại thì nó sẽ hay hơn ha. Để nó chủ yếu là chúng ta kỹ tính thôi chứ không gì trơn, cái đa số thì nó cũng đúng thôi chứ không có vấn đề gì. Nhưng mà về kỹ thuật mà cứ kỹ tính là tốt nhất. Rồi bên cạnh đó mình cũng muốn tất cả các anh chị là lưu lại những cái thua thiệt hay là những cái thắng lợi của chúng ta để chúng ta dành một cái kỷ niệm ha. Ok, các bạn chờ mình chút nha.
Tiếp tục ha, sorry tất cả anh chị nha. Chúng ta vô trong tình hình thế giới thôi, coi trong thế giới làm ăn sao này kia. Thì đầu tiên về phần tin tức thì chúng ta thấy là cái tin mà Triều Tiên bị yêu cầu bồi thường 501 triệu USD cho cái chết của sinh viên Mỹ thì hiện tại bây giờ nó đang vẫn còn đang treo lơ lửng đây, nó nằm ở cái trang nhất này hoài, nó không chịu rớt xuống. Thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà cái anh sinh viên này anh nói chung là anh là người nước ngoài mang tính chất tự do quen rồi, anh qua đây anh làm mấy cái mà nó không gọi là không có đúng thuần phong mỹ tục của một cái quốc gia, thì bây giờ nó xảy ra cái vấn đề này thì tất cả đều sai. Anh đó là sai chủ đạo ha, sai chủ đạo. Chúng ta nhìn ở phía ngoài nhìn vô thì khác, nhưng mà người ta ở trong cái nồi của người ta thì người ta nghĩ khác, cái chuyện đó mình không nói được. Nhưng hiện tại bây giờ thì mọi chuyện nó đẩy lên cao và Triều Tiên đang phải đang bị yêu cầu bồi thường 501 triệu USD, và chủ yếu là người nhà của cái gan này sẽ được hưởng, rồi cộng thêm phí thì kia mọi thứ ha. Vậy chúng ta thấy là luật pháp của Mỹ là rất rất công minh, và chúng ta sẽ thấy là họ nhận được tiền, nó bồi thường những cái mất mát nó rất rõ ràng. Mình rất thích cái cách quản trị nó kiểu như vậy ha. Nhưng mà chúng ta rồi sẽ một ngày cũng tới lúc đó thôi, không biết là bao lâu thôi. Rồi tiếp tới thì sẽ có những cái sự thống kê sau ngày cuối năm, sẽ có những sự thống kê những cái gì nhất, những cái gì hay nhất, những cái gì dở nhất, người ta sẽ thống kê hết. Ví dụ như chứng khoán Trung Quốc giảm tệ nhất thế giới trong năm 2018 đó. Rồi chín công ty toàn cầu được dự báo có thể đối mặt sóng gió năm 2019. Tức là những cái khoảng thời gian này người ta sẽ thống kê là những câu chuyện cũ, những cái gì nhất, những cái gì hay nhất, những gì dở nhất, nhất 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 là đưa vô. Xong tiếp theo là người ta sẽ dự báo cho những cái tương lai của năm 2019. Ok. Nói chung là chỉ giải thôi chứ không có cái gì đó ghê gớm lắm ha. Rồi tỷ phú Bloomberg, đây là một cái trang thông tin ha, sẵn sàng chi hơn 100 triệu USD để tranh cử. Chắc là năm 2022 nè, 2022 nè, là tranh cử với ông Trump 20. Ok, tin tức thì vậy thôi, không có gì nhiều ha. Chúng ta đi qua một số cái chỉ số. Thì tối ngày hôm qua lúc mà đầu phiên á, của Dow Jones á, thì chúng ta thấy là có lúc giảm tới 500 điểm ha. Giảm 500 điểm. Sau đó thì cuối phiên đóng cửa là gần là cao nhất phiên, gần như là cao nhất phiên ha. Tăng 1.14% tương đương với lại 260 điểm. Các thị trường lân cận khác thì hiện tại bây giờ đang hoạt động cho những sắc xanh. Điều này mang tới một cái dấu hiệu tích cực cho vấn đề cho những ngày tiếp theo. Nhưng mà chưa đóng phiên thì chúng ta cũng chưa biết ha. Như vậy thì ngày hôm nay Hang Seng giảm 0.16% đã đóng cửa ha. Nhật Bản ngày hôm nay giảm 0.42%. Rồi Hàn Quốc hôm nay tăng 0.62%. Nói chung tăng thì cũng tăng nhẹ, mà coi như giảm thì cũng giảm nhẹ. Đang trong quá trình lệnh sinh thôi, chứ cũng không vấn đề gì nhiều hết. Chúng ta đi qua phần đồ thị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ coi Dow Jones. Đây, trường hợp của Dow Jones, chúng ta thấy là bây giờ đang vô chế độ tích lũy đó. Thì nó đụng vô cái ten can của bên mình, đụng vô cái này bên mình gọi là kiếm á, kiếm. Thì đụng vô cái kiếm kiếm ngắn bên mình thì nó có dấu hiệu nó dựng lại. Thì thường á là nó sẽ lên được cái khu vực này này, khu vực mà 23.846 á. Thì trong quá trình mà nó chạm mạnh thì nó sẽ có khả năng nó lôi về được ở khu vực này ha. Chúng ta quan sát khu vực này là khu vực kháng cự tiếp theo đối với Dow Jones. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là Dow Jones đang còn khoảng cỡ 3 ngày nữa ha. 3 ngày nữa để cho nó hoàn thành vấn đề tăng điểm. Còn 3 ngày nữa nó tăng tới đâu thì thế nào. Sau đó thì nó sẽ mang tính chất là tích lũy, điều chỉnh đi ngang để loại vậy ha. Thì trong tối ngày hôm nay chúng ta thấy ở khu vực 24.276, khu vực này ha, 24.276, mà tối nay Dow Jones nào quay lại được cái giá này thì chúng ta thấy sẽ có được một cái mô hình rất đẹp ha. Đóng cửa trên giá này là rất đẹp, chúng ta sẽ có một cái mô hình tiếp tục tăng trưởng cho tương lai, nó không đến nổi sóng nữa ha. Mà không biết là chuyện đó có xảy ra hay không.
Thế giới thì ngày hôm nay cũng ngày cuối cùng rồi. Thì đây là đồ thị tuần. Chúng ta thấy là chúng ta lấy được nửa cây nến rồi. Và khả năng nếu mà quay lại được mà trên đỉnh cây nến này thì ra được cái mô hình đó, nó sẽ giúp cho chúng ta có những cái thời gian để chúng ta có thể quay lại ha. Ok. Rồi tiếp theo là Hansen. Đối với trường hợp Hansen thì vẫn đang trong quá trình hơi tệ chút xíu ha. Chúng ta đang thấy là càng ngày càng tệ và đang có những dấu hiệu là tiếp tục bứt phá tạo thêm những cái đáy mới. Chưa có gì là rõ ràng đối với thị trường của Hansen đâu. Hôm nay đóng cửa rồi mà bây giờ nằm dưới cái đường hỗ trợ thì chúng ta thấy là đâu còn cái gì đó hy vọng. Như vậy thì chúng ta khả năng qua tháng sau Hansen sẽ có những cái khoảng thời gian tiếp tục điều chỉnh là bình thường, không vấn đề gì cả. Giá dầu thì đang trong quá trình lệnh sình khu vực này thôi, đâu có gì đâu. Giá dầu thì nó còn nằm ở khu vực này, nó sẽ tích lũy một thời gian tạo đáy này kia ABC, nhưng mà khu vực mà 45 này thì vẫn còn hơi cao tí ha. Thường nó phải xuống cái chỗ khu vực trên 40 á. Khu vực từ 40 trở lên thì hỗ trợ nó mới cứng. Còn 45 này nhiều khi lâu lâu nó nhúng xuống, nhúng lên, nhúng lên, xuống, nhúng lên là bình thường ha. Chúng ta nhưng mà cái khúc này thì nó giảm yếu rồi. Giảm yếu rồi thì nếu như nó ảnh hưởng thì nó cũng sẽ ảnh hưởng ít. Hưởng ít hơn so với lại vấn đề mà mình nó giảm mạnh từ bữa tới giờ. Chúng ta thấy là từ những khu vực mình tính trung bình đến đây thôi là 69 đô một thùng ở khu vực này ha. Thì bây giờ còn lại cho là 49 đi, 69 49 là chúng ta có mất hết 20 đô một thùng rồi, là nhiều lắm luôn. Người ta sản xuất cả tính cả bằng triệu triệu thùng ha. Mà nó mất hết 20 đô một thùng thì nó ra con số rất là lớn. Rồi. Tiếp theo là giá vàng. Trường hợp giá vàng thì đang tiếp tục leo dốc. Giá vàng thì đúng như những gì chúng ta đang nhận định thôi, đang tiếp tục leo dốc. Khu vực cản trên đây là 1.296 ha, là khu vực cản mạnh đối với giá vàng, và nó có lên thì lên đụng tới đó rồi nó sẽ tốn một thời gian ở khu vực đó trước khi nó có thể đi được ha. Khu này mình chưa đánh giá cao cái vấn đề nó sẽ được đi được liền đó nha. Với đặc biệt là trong các ngày tới nếu như thị trường chứng khoán này kia mà nó ổn á thì rõ ràng là giá vàng nó sẽ chững lại và mang cái chất tích lũy ha. Bây giờ người ta mới nhìn thấy được những cái dự báo của năm 2019 nó không được khả quan nên người ta sẽ có những cái vấn đề là mua vàng để trữ ha. Mua vàng để trữ thì vì lý do đó thì giá vàng trên thế giới nó có những cái sự tăng điểm. Chắc chắn là giá vàng trong nước nó cũng sẽ ảnh hưởng thôi, nhưng mà khi nào mà nó chịu hết nổi á. Tại Việt Nam mình thì nhà nước hạn chế cái vấn đề vàng này kia một thứ, tích trữ vàng nó không mang được những cái giá trị tăng trưởng. Ok, chúng ta đi vô tình hình trong nước ha, để xem trong nước làm ăn như thế nào. Ngày hôm nay thì VN Index của chúng ta giảm 0,92%, tương đương với lại 8.27 điểm xuống còn 892 điểm. Tổng giá trị giao dịch là 3.500 tỷ, trong đó có 988 tỷ là thỏa thuận. Tổng khối lượng giao dịch là 175 triệu cổ phiếu, có 52 có 118 mã tăng, 165 mã giảm và 63 mã tham chiếu. HNX Index ngày hôm nay tăng 0,24%, tương đương 0,25 điểm,
lên 104.23 điểm, tổng giá trị giao dịch là 455 tỷ, trong đó có 100 tỷ là thỏa thuận, tổng khối lượng giao dịch là 32 triệu cổ phiếu, có 68 mã tăng, 78 mã giảm và 230 mã tham chiếu. Upcom Index ngày hôm nay tăng 0,46%, tương đương với lại 0,24 điểm, lên 52.83 điểm, tổng giá trị giao dịch là 502 tỷ, trong đó có 148 tỷ là thỏa thuận, tổng khối lượng giao dịch là 24 triệu cổ phiếu, có 115 mã tăng, 75 mã giảm và 614 mã tham chiếu. Tổng quan qua các chỉ số chính của thị trường ngày hôm nay, chúng ta thấy là đối với VN Index thì cái lượng mã giảm nó nhiều hơn mã tăng, giống như là 3 phần với 4 phần vậy ha. Rồi nhưng mà ở HND Index và Upcom Index thì cái lợi thế về mã tăng nó ngang ngang hơn, chứ nó không đến nỗi như là VN Index. Thì chúng ta thấy là ngày hôm nay rõ ràng là có những cái dấu hiệu chúng người ta chốt lời ha, người ta chốt lời, người ta chốt nát, người ta tốt cơ cấu này kia, một thứ này sẽ xảy ra trong hôm nay tương đối nhiều, một vài bữa nay rồi chứ không phải hôm nay không ha. Về đóng góp vào chỉ số tăng ngày hôm nay, mình không biết là có nên đọc mà có chỉ số tăng thì mình nghĩ chắc nên giữ ha. Cái điện thoại mình không biết sao tắt cái máy này nó cứ kêu hoài. Đóng góp vào chỉ số tăng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là sàn Upcom thì có ACV ngày hôm nay đóng góp vào 0.7 điểm tăng, tăng lên 90.000, ghê thiệt ha. Tiếp theo thì HNX ngày hôm nay không có ha. Về sàn thành phố thì ngày hôm nay có ví dụ như là ROT ngày hôm nay đóng góp vào 0.3 điểm tăng, rồi BIDV đóng góp vào 0.4 điểm tăng, và SAB ngày hôm nay đóng góp vào 3.3 điểm tăng. ROT ngày hôm nay từ ở dưới đáy chạy lên trên đỉnh ha, đánh rất là khó chịu, đánh rác thiệt chứ hả, chạy xuống cái chạy lên lại ha, ghê thiệt ha, đánh như là cái máy vậy. Rồi đóng góp vào chỉ số giảm, đóng góp vào chỉ số giảm ngày hôm nay thì chúng ta thấy là sàn Upcom không có, sàn Hà Nội có VCS đóng góp vào 0.6 điểm giảm. Tiếp theo thì chúng ta thấy là có hơi nhiều ha, hơi nhiều anh Hùng ha. Đầu tiên là Basan đóng góp vào 0.5 điểm giảm, BVH đóng góp vào 0.7 điểm giảm, VRE đóng góp vào 0.9 điểm giảm, BLX đóng góp vào 1.2, rồi thì Vinamilk đóng góp vào 1.7, và cuối cùng VIX ngày hôm nay kéo thị trường 7 điểm. Tức là sao? Tức là cuối phiên này nè là cái hiện tượng là SAB thì tăng lên gần tròn, ROT tăng lên ha, ROT tăng lên đây, đóng góp vào chỉ số tăng này. SAB, BIDV, BIDV thì từ sáng giờ nó dậy rồi. Các bạn chờ mình chút mình nghe điện thoại. Rồi hôm nay cuối năm bận biểu quá, hơi nhiều cuộc gọi chút xíu ha, mọi người thông cảm. Như vậy thì chúng ta thấy cái kịch bản nó đang nằm ở một vấn đề là bây giờ là cái chúng ta thấy nè là chỉ có mỗi SAB ngày hôm nay đóng góp vào 3.3 là chúng ta thấy mạnh nhất, còn ROT thì thực ra là 0.3, rồi BIDV 0.4 thì nó cũng ít thôi, không nhiều ha. Còn chúng ta nhìn vào đóng góp vào chỉ số giảm cho thấy VIX ngày hôm nay là coi như là nằm sàn này, nằm sàn rồi giảm tới 7 điểm. Rồi Vinamilk thì ngày hôm nay giảm 1.7, rồi BLX giảm 1.2. Đó. Chúng ta thấy là
là nó ảnh hưởng vô cái điểm giảm của thị trường. Nếu hôm nay SAP mà nó không không kéo lên đó thì nó còn thảm hơn nữa ha, thảm hơn nữa, thị trường sẽ giảm nhiều hơn nữa. Khi mà nhìn thấy kịch bản như vậy, chúng ta thấy là VIX đang có những cái nó không được ok lắm. Tức là khi VIX là một công ty đa ngành và có nhiều công ty con, thì trong đó có Vinhome, VRE. Thì bây giờ VRE là về bất động sản thương mại, tức là xây văn phòng cho thuê, xây siêu thị cho thuê, cái kinh doanh về bất động sản thương mại là chủ yếu. Còn bên Vinhome á, thì kinh doanh bất động sản xây để ở ha, là chủ yếu, tức là xây mua bán đất đoạn ha. Như vậy thì chỉ có hai cái đó nó còn ok. Sài Đồng nó chẳng qua là cái thằng lên cho vui, đứng cho vui thôi, chứ không gì, thằng tiếp quản tiếp theo thôi, để có gì đẩy, chưa hiểu cái cách xử lý, nhưng mà thằng đó lên không 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 có tác dụng gì nhiều lắm. Đó thì chúng ta thấy là cái hệ thống của Vít bây giờ là nó phân bổ vô những cái ngành nghề, ví dụ như xe điện nè, rồi xe hơi nè, rồi điện thoại nè. Thì thực ra là múa thì múa rìu qua bắt cái người thường thôi, múa rìu qua bắt thợ người ta biết liền. Vừa mới ra cái xe VinFast xe hơi xong là mấy bạn thấy là nước ngoài đã đánh giá rồi, ở bằng nó đánh giá là tiêu cực rồi, rồi bắt đầu nó rút tiền. Như vậy thì Vít bây giờ đang mang tính chất là rút ròng nhiều hơn. Có nhiều người đòi mua Vít nhưng mà mình hôm nay mình không cho, xém chút xíu là dính đạn. Thế tích lũy đẹp quá, nhích lên một cây, hôm nay quất cây nằm sàn, đánh rất khó chịu. Những con nào mà đánh mà có sự can thiệp vô, sự tiết cung, có nghĩa là tiết cung tức là điều tiết cái sự cung cầu đó, thì chúng ta không nên dính tới. Ok rồi, mua bán rồng ngày hôm nay hả? Chưa coi luôn, chúng ta mở thử coi. Nghe nói hôm nay mua bán rồng cũng mạnh lắm á. Trước khi coi mua bán rồng thì mở cái này là trước ha. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy là VN Index chúng ta mở cửa ở khu vực 903.8 ở khu vực này ha, sau đó chạy lần sau quần, lần sau quần, lần sau quần, lần sau quần, tới cuối phiên nó có đường rồi. Nó chạy trong một cái khoảng rất là nhỏ thôi, từ ví dụ như 899 lên tới 904 đại loại đó, đổ lại thôi, thì nó target có mấy điểm thôi, chạy lần sau quần, lần sau quần, cái tới cuối phiên nó làm cái ảo ADC, cái nó tụt xuống dây, nó đứng đứng thấp tỉnh luôn ha, và phái sinh nó cũng rớt luôn ở khu vực 892, vậy giết hết cái đội lon rồi còn gì nữa, lon là chết ha. Tiêu đánh đấm chán quá. Như vậy thì chúng ta nên để rõ xu hướng ha. Ngày hôm qua mình có nói với tất cả anh chị là nó thuộc cái sọt rồi đó, mà không biết có ai sọt được gì không, chứ còn vẫn đang theo xu hướng sọt, nào nó gãy lon nữa tính. Rồi chúng ta đi qua một số dòng cổ phiếu để coi các dòng cổ phiếu của chúng ta hôm nay làm ăn ra sao nhé. Tắt bớt cái này đi. Đầu tiên sẽ là dòng ngân hàng. Đối với dòng ngân hàng thì chúng ta thấy là có một vài em xanh, ví dụ như hôm nay HD tăng được 800 đồng, rồi thì BIDV tăng được 400 đồng, ACB tăng được 200 đồng, đó là những cổ phiếu đóng góp vào chỉ số tăng. Ngược lại thì chúng ta thấy là giảm thì cũng có, nhưng mà giảm cũng không nhiều lắm đâu. Vietcom nay thăm chiếu, rồi thì MBB giảm 250 đồng, rồi Techcombank giảm 200 đồng, thật ra cũng không nhiều ha. Vậy thì cũng ngang ngang thôi, không vấn đề gì hết. Tiếp theo là dòng dầu khí. Dòng dầu khí thì ngày hôm nay gas thì giữ được cái vị thế xanh, xanh nhẹ thôi, xanh cho nó đẹp thôi. Rồi BOW ngày hôm nay tăng 1.200 đồng, rất là mạnh mẽ ha. Đúng rồi.
Rồi, tiếp tục thông cảm ha. Hôm nay sao rất nhiều khách ha. Thì ngày hôm nay dòng dầu khí thì đã đè thị trường rồi đó. Dòng dầu khí hôm nay không được tích cực lắm. Rồi tiếp theo thì chúng ta thấy tới dòng bất động sản. Ngày hôm nay nó cũng từ lưu hôm dưa hơn, nhưng mà xanh đỏ thì cũng có lần lộn ha. Đa số là sắc xanh. Đa số là sắc đỏ. Thì ngày hôm nay về xanh thì chúng ta thấy có DG tăng được 300 đồng. CAI tăng được 350 đồng. Rồi thì Nam Long tăng được 300 đồng. Còn nhiều thì bụi hết. VRE giảm 1.300, VRC giảm 700, VIX giảm 7.100. Rồi thì HD Bắc, Hà Đô giảm 1.150, Kinh Bắc giảm 650 đồng. Rồi thì Dreamhouse giảm 650 đồng. CEO giảm 300 đồng. Rất nhiều cổ phiếu giảm ngày hôm nay. Tiếp theo là tới dòng tài chính. Dòng tài chính thì có vẻ là cũng đều đều, không có gì xảy ra sự cố nặng lắm với dòng tài chính. Tuy nhiên là sắc đỏ thì nó nặng hơn nha. Hồ Chí Minh hôm nay giảm 550 đồng. BSD hôm nay giảm 350 đồng. Rồi thì SSI hôm nay giảm 350. Rồi VCI hôm nay giảm 750 đồng. Như vậy mấy ông lớn giảm hết rồi còn gì nữa. Và cuối cùng chúng ta đến với dòng tổng hợp. Dòng tổng hợp ngày hôm nay VCS. VCS gần nằm sàn, giảm 7.300 đồng. Vinamilk hôm nay giảm 3.200 đồng. Rồi thì PNG giảm 1.600, Masan giảm 1.500. Rồi thì BVH giảm 3.003, có quá trời luôn à, vậy giảm hơi nhiều ha. Về mặt tăng thì chúng ta thấy Dược Hợp Giang ngày hôm nay tăng 3.200 đồng. Ồ, đang có dấu hiệu ha. VHC hôm nay tăng 1.500, kéo những phút 90 này. Rồi thì MWG tăng 600, ACV tăng 5.000. Những cổ phiếu đúng có về chỉ số tăng. Chúng ta thấy là FPT bữa xanh bữa đỏ hôm nay tăng được 400 đồng. Thì đi qua tổng quan năm dòng cổ phiếu chúng ta thấy là nó xấu á, chứ nó không có tốt ha. Tạm thời bây giờ để gọi là độ lan tỏa cũng như là để có gì dòng tiền nó vô hay này kia để cho tạo đáy xong ABC thì hiện tại bây giờ chưa có. Đặc biệt nếu như ngày hôm nay là một ngày thanh khoản thấp và có những sự giảm điểm mang đến chất yếu bớt nhẹ nhàng, chúng ta có những cái gọi là minh bạch cho cái vấn đề là mày hôm bữa mày tăng, hôm nay mày điều chỉnh thôi, rồi tiếp theo mày sẽ điều chỉnh xong, tích lũy xong thì mày tăng tiếp. Nhưng mà điều này sợ là nó sẽ không xảy ra giống vậy à. Nó giảm, có những con giảm nằm sàn như thế này chúng ta thấy là hệ lụy của nó có khả năng giảm tiếp ha. Và ở đây mình đang tính là nó không phải tới cuối tuần sau, tức là sau khi nghỉ lễ thì ngày thứ tư thì chúng ta bắt đầu vô thị trường hoạt động lại. Thì mình nghĩ ít nhất cũng phải tới thứ năm, cuối ngày thứ năm hoặc là ngày thứ sáu thì chúng ta mới có những cái tạo đáy nó hoàn chỉnh được, thì lúc đó mới là cái kỳ biến đổi nó tới đại loại vậy ha. Còn hiện tại bây giờ thì chúng ta quan sát thôi. Tuy nhiên thì Hiệp đã có cho mua test 5 cổ phiếu, tức là danh mục đã ra rồi và đã bắt đầu cho mua rồi, và khách hàng đã mua test hết rồi ha. Mua test rất là để theo dõi đây nha, chứ không phải mua nhiều đâu, tối đa được mua 1.000 con đổ lại thôi chứ không mua nhiều. Như vậy thì sắp tới hôm nay Hiệp làm xong một cái fanpage ở trên Facebook và đã có up 5 con đó lên. Và fan này là cái hình như là mình làm fanpage là cái nhóm, chứ có một cái nhóm là nhóm kính hay là nhóm hở gì đó mình không nhớ nữa. Nhưng mà tất cả các anh chị nào muốn vô nhóm chơi thì có thể là nhắn qua face cho mình nha. Cái đó thì mình mang chất là để thống kê lại cái theo dõi thôi. Ok, bây giờ chúng ta đi qua phần cổ phiếu ha. Đi qua phần đồ thị. Trước khi qua phần đồ thị coi cái phần mua bán ròng coi, quên. Chưa có dữ liệu. Trừ 65 tỷ. 106 tỷ mua ròng đối với Upcom. 65 triệu coi như là zero ha. Mua cũng mua đều rồi. Không có gì đột biến ha. Mua đều. Đây sàn thành phố thì chưa có thông tin. Chúng ta để chập nữa đi. Chập nữa thì chúng ta coi tới chỗ đó.
Ồ, của mình hết hết hạn rồi. Đúng ngày hôm nay tới 3 giờ chiều nó cắt cắt của mình luôn, ghê thiệt, ghê thiệt. May là vẫn còn cái để chơi ha. Ok, thì ngày hôm nay chúng ta thấy là giao dịch cũng bình thường thôi. Ok, đến thì nó hơi dài, hơi xấu chút xíu ha. Đóng cửa cái về sát khu vực này. Rồi, chúng ta thấy là khối lượng thì cũng không nhiều. Như vậy thì cũng cũng chưa chưa có gì lo lắng quá đâu nha. Mình thấy cũng chưa đến nỗi ha. Như vậy chúng ta vẫn vẫn phải quan sát tiếp. Tình hình là vẫn phải quan sát tiếp. Nếu có xảy ra thì chắc chúng ta theo như kịch bản hồi nãy á, chúng ta sẽ đợi tới chắc thứ sáu. Ok, chắc đến thứ năm hoặc thứ sáu thì có thể là tích lũy được. Còn thứ tư mới vô thì mình nghĩ là nó cũng có nhúng nhiếc tùm lum tà la, chứ cũng chưa chưa rõ ràng. Nhưng mà nó giảm một cây mạnh như vậy vào cuối phiên á, thì khả năng là nó bán chốt chốt nát á, thì nó sẽ xảy ra tình huống là thứ tư nó sẽ hồi lại ha. Chứ chưa chắc là thứ tư nó rớt xuống đâu, thứ tư khả năng nó hồi lại cao, năng nó hồi lại hoặc đi ngang tích lũy, chứ mình không kỳ vọng cho vấn đề nó giảm mạnh vào ngày thứ tư. Rồi chúng ta qua VN30. Đối với trường hợp này của mình thì bây giờ mình không coi được VN30 F1 ha. Bây giờ phải sao đây để lấy VN30 thì chúng ta thấy là nó đang muốn tạo thêm cái đáy mới ha. VN30 xấu hơn so với lại VN đấy. Chưa không 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 thấy mấy có mấy khả quan ha. Khối lượng thì cũng ít thôi. Bây giờ chúng ta quan sát tiếp ha. Nếu như mà nó mất cái này á, thì chúng ta thấy là căng lắm rồi. Nó mà ngày sau nó không có hồi lên lại trên. Ở đây mình thấy là 850.33 đang là cái giá trị mà thấp nhất. Ví dụ nó mất cái chỗ này thì thấy là căng căng ha, là bắt đầu chúng ta sẽ tiếp tục tìm những cái đáy nó sâu hơn, sâu hơn. Thì khi nào nó có dấu hiệu rõ ràng chúng ta hãy vô, cái đó thì để đó mình theo dõi cho nha. Hiện tại thì ngày hôm nay năm con mình mua thì bốn con hình như là bốn con nó xanh, bốn con xanh chứ không, chỉ có một con đỏ thôi, chứ 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 không không bị ảnh hưởng gì nhiều hết. Rồi bây giờ mình sẽ thiên về cái hướng là để cho khách hàng không không đi theo mình. Mình đó là mình đánh theo cái kiểu tơ ba, còn khách hàng thì mình sẽ cho đánh dài hơn một chút xíu. Tại vì trong cái khoảng thời gian vừa rồi đánh tơ ba dễ dễ bị úp quá, thì mà đánh như vậy dẫn dẫn tới là khách hàng sợ, khách hàng mất lòng tin, khách hàng thua nhiều, khách hàng sợ mất lòng tin thì sẽ cho khách hàng đánh mang tính chất là lướt trong những cái con mà cơ bản nó tốt chút xíu, với lại mình nghiên cứu về cơ bản mấy con đó xong rồi thì bây giờ mình chỉ nghĩ tới vấn đề là kỹ thuật, khi nào vô được, khi nào ra, khi nào mua để lướt đại loại, thì cái đó mình sẽ theo dõi cho khách hàng nó dễ hơn. Rồi về VN30 F1 phái sinh, bây giờ mình tắt cái này đi ha, tắt cái xong mở cái này lên sẽ coi bằng AMI Docker thì nó vẫn còn chạy được. Cái kia là hết chạy rồi ha. Dạo này thì chắc là một tuần thì mình mới mới làm cổ phiếu lần lần hai lần nữa. Còn đa số là ngày nào cũng làm bản tin. Tiếp tới là mình sẽ dành thời gian để làm nhiều cái khác nữa. Cũng như là tất cả các bạn chắc cũng biết là chiều ngày mai là chúng ta sẽ có một buổi bàn luận về cái vấn đề kỹ thuật bên chỗ nhà anh Phát. Thì không biết là tất cả các anh chị có đăng ký chưa? Nó vào bắt đầu từ 1 giờ chiều và mình sẽ là người nói về phân tích kỹ thuật vào ngày mai. Thì số lượng chỉ có 20 người thôi, tại vì nó mình bây giờ còn chưa biết là bao nhiêu người đăng ký rồi. Tuy nhiên để chúng ta ngồi chật chút xíu cũng được để cho vui là chính à, vui chính. Mong là có thể mang được tới cái thông tin gì đó hiệu quả cho tất cả các anh chị.
Các anh chị nào mà muốn đi thì hỏi thử anh Dũng hay là nhắn cho anh Dũng thử coi. Chứ mình lại không không có thống kê cái vụ đó. Mình chỉ có xác định ngày giờ thôi, thì còn bên câu lạc bộ công ty Chimoku Chính Phát sẽ tự động có bộ phận marketing này kia làm việc mấy vụ đó. Rồi coi lại cái VN Index kìa. VN Index thì chúng ta thấy là thực ra thì nó đang trong quá trình muốn tạo đáy á, muốn tạo đáy. Nó cần mấy bạn thấy là về những cái mà cái hoảng loạn, cái sợ hãi hiện tại bây giờ nó đang nằm mức thấp rồi. Rồi bây giờ chúng ta thấy là đang có những cái dấu hiệu là cái sự hoảng loạn nó nâng lên cao. À, còn sự hưng phấn thì mất tiêu rồi, bây giờ nó hết nói chuyện và mất hứng lắm rồi, mất hứng chịu hết nổi rồi, còn bây giờ là hoảng loạn ha, hoảng loạn buồn bã là bắt đầu nó qua cái màu đỏ này nè, màu đỏ này, màu đỏ ngày trước nó nằm ở khu vực này ha, bắt đầu màu đỏ ở đây thì nó tới đây tạo ra, nói chung là cũng trong thời gian ngắn này thôi thì mình sẽ thấy là nó có những cái sự phục hồi trước khi là nó muốn có thể đi bụi thêm hay như thế nào đó, có chuyện tính sau. Nhưng hiện tại giờ là sắp hồi rồi ha, sắp hồi. Mọi người có thể là yên tâm là sắp hồi. Đây, về cái đồ thị dài hạn hơn là đồ thị tuần thì chúng ta chưa. Chúng ta cần phải nhích xuống dưới, đụng dưới đây cái nữa. Các bạn thấy không? Hồi trước nó nhích xuống đụng cái đây cái bắt đầu quay lên. Thì bây giờ chúng ta cần một cú giống như là một cú đạp nữa. Chiêu cuối, đạp một phát nữa. Dính vô cái đường đỏ này, đi lên thì nó đẹp hơn. À, tuy nhiên thì mình không đánh giá cao cái vấn đề đó, không đánh giá cao lắm. Tại vì sao? Tại vì sóng này sóng nhỏ hơn sóng trước, sóng này sóng nhỏ thì về tới đây thì cũng ok rồi, chứ cũng không nhất thiết là phải về đâu xa lắm. À, ok. Vậy là chúng ta sẽ sắp có cái kịch bản là hồi ha. Rồi VN30 thì khỏi coi ha, VN30F1 đi, phát sinh. À, nói thiệt là tất cả các anh chị nếu ai coi cái chương trình của mình đó là mình nói vậy không biết các anh chị có làm theo hay không ha. Cái mình thấy là làm theo thì nó cũng có hiệu quả đó. Mình là mình muốn các anh chị ứng dụng mà nó có hiệu quả cho tất cả anh chị thôi. Chúng ta thấy thì để kéo lên ha. Thì hôm bữa là mình có một cái kênh này thì mình vẽ từ hai cái điểm này. Kênh này mình vẽ từ hai cái điểm này ha. Thì hiện tại bây giờ là chúng ta vẫn thấy là chúng ta đang ở trong cái kênh, chưa chưa có ra ngoài kênh. À, tuy nhiên thì chúng ta thấy là chúng ta có một cái nó bị rớt rớt khỏi cái kênh giảm và đang có nhu cầu giảm thêm. Điều này á, là cho những cái sự dấu hiệu tiêu cực ha. Nếu như trong trường hợp á, mà nó còn đóng dưới cái nến này ha, là chúng ta thấy chúng ta sẽ có một kịch bản là rớt khỏi cái kênh này. Kênh này nó nằm ở đâu? Kênh dưới á. Thật ra kênh dưới nằm đây nè. Nó là cái đáy của nguyên một cái khoảng thời gian dài, nó vẽ hai đường để ra được cái chỗ này. Như vậy thì hôm nay nó đụng vô cái kênh luôn, yêu cầu nó đừng có lụng thêm nữa nha. Nếu như mà phái sinh mà nó đóng cửa thêm một cây nữa nằm dưới cái đường này thì chúng ta chỉ có nước là sọt sọt tiếp thôi. Vậy như vậy thì qua ngày mai thì ví dụ như qua đầu đầu năm thì chúng ta lon hay sọt, thì mình nghĩ là nếu mở cửa mà nó nằm ngay chỗ này luôn ha thì chúng ta thêm về lon, tại vì nó đụng hỗ trợ mà. Còn nếu như nó mở cửa mà nó ở trên cao rồi thì chúng ta lại thêm vào sọt ha. Như vậy thì lon sọt là tứ lưu thư trong phiên hết, nhưng mà nếu như mà nó cái xu thế sọt của nó thì nó vẫn còn, tuy nhiên thì nó đang đụng hỗ trợ nên chúng ta sẽ không không có khẳng định là cái bên nào nó sẽ tăng tăng mạnh hơn bên nào, mà quan trọng là nó mở cửa ở khu vực nào nữa. Lỡ mở cửa khu vực trên đây sao, nó mở khu vực trên đây thì mình bây giờ mình phải làm sao vậy? Thì từ từ nó xuống nữa, nó sẽ ra thành sọt. Còn nó mở cửa ở dưới đây sao, rồi từ từ chạy lên thì thành lon, tại nó ngay địa điểm hỗ trợ mà. Và vậy cũng cũng khó khó nói trong vấn đề mà nó nằm ở khu vực này.
Và đặc biệt chúng ta đang đi tới những cái cuối tam giác, chúng ta nên cẩn thận ha. Chúng ta xem xét là chuẩn bị là nó đâm lên hay đâm xuống nè. Nó đâm lên thì mùa xuân, mà nó đâm xuống thì mùa đông luôn ha. Về nhà chùm mền ngủ luôn. Ok, đó là phái sinh, vậy là xong ha. Phái sinh là không có ý kiến gì hết, nói chung là không có khuyến nghị được gì trong trường hợp này đâu. Chúng ta sẽ đến với lại những cái cổ phiếu mà để coi thì có thông tin chưa. Rồi, chúng ta đã có thông tin rồi ha. Ngày hôm nay thì HOSE mua ròng 391 tỷ, còn Upcom thì mua ròng 106 tỷ ha. Đúng rồi, 106 và 391, vậy là 496, vậy là cho 497 ha, cho 500 luôn á, cho xả láng thoải mái luôn. 500 tỷ mua ròng ngày hôm nay. Như vậy thì mua ròng vô con gì? Mua ròng vô Hòa Phát, hôm nay mua 156 tỷ ha. Còn lại thì mua Lắc Đác, KDH, CTD, rồi BIDV, VHC. Đó, cổ phiếu là mua ròng ngày hôm nay. Rồi tắt cái này đi ha. Mua ròng 500 tỷ ngày hôm nay. À, chúng ta sẽ tới cái phần app. Rồi, app của chúng ta thì sao? App chúng ta thì kéo này xuống. Và chúng ta sẽ ghi ra giá trước nè. Mua, mình cứ ghi chung luôn. Đầu tiên thì chúng ta coi 30 ngày trước ha, 5 ngày sau ha. Mua CII, bán HVA, mua KDH, bán PLX, bán VCS, mua CTI, mua CTI, mua CTI là chuyện qua 5 phút rồi ha. Mua CTI là chuyện qua T3. Rồi tiếp theo là bán HDG, mua LSS, mía đường Lam Sơn ha, lâu lắm mới thấy xuất hiện ha. Vậy thì cái app này nó sẽ thống kê cho chúng ta biết là lâu lâu có một số anh tài gì đó ở đâu nhảy lên thì chúng ta sẽ nhìn thấy liền ha, chứ không cần phải đi tìm kiếm gì chỉ cho cực khổ. Rồi chúng ta có là bán Nam Kim, rồi bán BVB, rồi bán HCD, rồi bán Hà Đô ha. Hà Đô thì cho bán từ sáng tới giờ luôn hai lượt ha. Bán Rose, bán Rose này fail này. 10 giờ sáng thì cho bán, còn chiều chứ không cho bán. Rốt đánh quá ẩu ha. Và vậy là phải có người nhận định thêm chứ không thôi là thấy VCS. Và bây giờ có người nhận định cũng không biết đánh sao với con rốt bây giờ. Mua VIX, rồi sáng là cho điểm mua VIX. Đó, thì những cái điểm mua mà mang tính chất là T5 á thì nó sao? Nó có tác dụng tức thời, nhanh, nhưng mà độ rủi ro nó có, tại nó dùng những cái dữ liệu mà nó chất ngắn hạn ha. Có thể chúng ta trúng bánh, còn chúng ta cũng có thể là đi bụi ha. Chiều nó lên nó giảm vậy thì nó sẽ ra sale luôn chứ. Ngày 3, ngày 4 gì nó ra sale, bắt sale vít nữa chứ. Đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sửa từng cổ phiếu. Đầu tiên chúng ta sẽ sửa tới những cổ phiếu mua trước. Cổ phiếu đầu tiên sẽ là CII là một trong những em mà hay đi ngược thị trường nhất. Lúc mà thị trường mà nó đuối thì CII lên, còn lúc mà thị trường lên thì CII nó đuối. Hiện tại bây giờ điểm mua của CII thì thực ra là nó cũng được thôi. Chấm điểm thì nó cũng không được nhiều điểm lắm. Trường hợp của CII
AI chúng ta thấy là đang trong trạng thái tích lũy ha, đang có những cái dấu hiệu là chúng ta sẽ có những cái tương lai cũng ok ha, tương lai cũng ok, đang tích lũy đây. Cái này đầu tư cũng được, nhưng mà có điều là nó có chặn trên ha, chúng ta quan sát cái chặn trên khu vực này sẽ có mất thời gian. Khu vực 27.4 thì chúng ta mua từ 26.3 lên 27.4 thì chúng ta nên chốt bớt một phần rồi canh mua lại ở phần tích lũy ha. Tuy nhiên thì theo cái quan điểm của mình đó, thì chúng ta sẽ mất thời gian đối với con này, chứ nó không có được gọi là cái sóng nó mạnh thì hiện tại bây giờ chưa nhìn thấy sóng nó mạnh này. Ở những cái đồ thị dài hạn hơn thì mình đang thấy là nó mang tính chất là giống như là đang trong quá trình hồi, chứ không phải nó là một cái kênh tăng hơn, nó đang là xu hướng giảm mà nó bây giờ nó hồi lên á, thì nó sẽ có những cái hạn chế riêng của vấn đề hồi này ha. Điểm mua này nó cũng được thôi chứ cũng không đẹp, khả năng nếu có kiếm được kiếm cũng được nhiều lắm. Khang Điền KDH. Rồi đối với trường hợp KDH thì chúng ta thấy là đang cùng tương mát máy ha, xuôi chèo mát máy, mọi thứ đang ok đó, ok. Nó hơi cũng lên cao cao nhưng mà chúng ta cũng 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 có thể mua nó nha, hiện tại bây giờ vẫn có thể mua nó chứ mình cũng thấy xấu rồi đó. Chẳng hạn như canh mua rồi mua mang cái khối lượng nó ít thôi chứ đừng đừng mua nhiều quá, tại mình đang sợ nó sẽ mang cái chất là chuyển qua chế độ tích lũy. Nếu như mà chúng ta đầu tư ha thì mình có lời khuyên cho các anh chị là chúng ta sẽ đầu tư ở một cái khoảng thời gian thôi á, chứ chứ không phải là chúng ta mua là ôm luôn thì cái đó mình không biết. Đó, các bạn đầu tư được hơn khoảng cỡ một tuần, hơn một tuần, ví dụ như tuần đầu của sang năm là bỏ ha, nó đánh thêm một tuần nữa thôi, thì chúng ta nên nên có những cái là chốt lời ha. Mua trong những cái này thì nó cũng hơi hơi có một chút gì đấy chút. Rồi có nghĩa là mua được đó, mua được nhưng mà chỉ kinh doanh tạm thời, mình xác nhận trong khoảng thời gian đó khoảng cỡ 7-8 phiên thì nó sẽ có những cái dấu hiệu là nó sẽ mang đến chất tích lũy, đại loại vậy ha, mình chúng ta hiểu vậy. Và cái nền giá mà chúng ta có thể mua thì chúng ta canh canh mua sao cho nó được giá tốt chút xíu, khả năng nó kêu em nó đừng có lụng cái khu vực 32.4 32.5 ha, khu vực đó là khu vực chúng ta có thể canh mua đó. Nếu như về đó thấy có hỗ trợ nó quay lại chúng ta có thể mua được nha. Giá đó là giá mua thì nó hợp lý hơn. Rồi tiếp theo là CTI. CTI này là cái tín hiệu mua là mang tính chất ngắn hạn ha. Từ năm thôi ha. CTI thì đang ở dưới đất chui lên. Hiện tại thì chưa thấy có khả quan gì đâu, chúng ta đang là mang tính chất tích lũy thôi. Cái này mà điểm mua thì nó lần sụp quần thôi, khu vực 24.5 vẫn đang là cản của CTI và hiện tại bây giờ nó vẫn chưa vượt qua được. Ít nhất thì mình cần là nó vượt qua được cái khoảng của 24.5 này thì chúng ta mới có những cái sự kỳ vọng cho vấn đề CTI nó sẽ tăng mạnh hay như thế nào đó. Hiện tại bây giờ mình đang thấy nó cần thêm khoảng cỡ 4 đến 5 phiên nữa, thì trong vòng khoảng 4 5 phiên nữa mà nó không tạo cái đáy mới, nó tích lũy đẹp thì chúng ta có thể tính tới chuyện mua CTI ha. Chứ điểm mua này hiện tại mua liền thì chúng ta thấy mua cũng được đó, mua liền cũng được, nhưng mà nếu nó thủng cái ngưỡng thấp nhất này nè, chỗ này nè, nếu thủng này là phải bán nè, là thấp nhất của nó là 22.6, bây giờ đang là 24.2, thì các bạn bắt đầu có thể tích lũy được cho nó là bình thường, xong rồi trong vài phiên nữa thì cái sự tích cực của nó sẽ nó rõ ràng hơn, rõ ràng hơn.
Chắc cũng hết cả tuần nữa thì mới mới có những cái tăng điểm đó. Nếu muốn tăng điểm thì cho lúc đó nó mới rõ ràng hơn. Rồi tiếp theo là LSS. LSS thì điểm mua thì cũng không đẹp nha. Điểm mua này nó mang đến chất là tích lũy đang ở vùng dưới đáy thôi, chưa có những cái dấu hiệu gì rõ ràng á. Điểm mua này mình chưa chưa đánh giá cao, nó có tăng điểm tăng cũng được nhiều đó. Chúng ta bỏ qua điểm mua này nha. Cuối cùng VIX. VIX thì điểm mua này nó fail ha. Điểm mua này mua T5 nó cho lúc 10 giờ sáng. Sau đó cuối phiên thì nó có cái up short và VIX nằm sàn. Như vậy thì chúng ta thấy là điểm mua này bây giờ chúng ta chỉ có thể là canh mua thêm. Còn trong trường hợp này của VIX thì có khả năng người ta chốt xong bắt đầu là qua đầu năm thì người ta kéo cái khu vực 96.85 này, cho là 97 đang có hỗ trợ cho VIX, và mình nghĩ là qua cây đầu năm thì VIX nó sẽ hồi lại trên cái mức 96.85 này, chứ không cũng không đến nổi đâu, do là chốt 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 nát thôi. Chứ còn nếu mà gãy thêm một hai cây nữa thì các bạn biết là tình hình nó sẽ xấu đi dữ lắm ha. Vingroup nó sẽ không bán buôn được gì trơn trọi, phải cầm cự chứ đúng không? Ok rồi, chúng ta sẽ đến với những cổ phiếu mà cho chúng ta những tín hiệu bán, coi luôn những điểm bán nó có đẹp hay không. Rồi cái này bán được rồi ha, rớt khỏi mây rồi, có những cái động thái đang cho những dấu hiệu tiếp tục giảm thì kia mọi thứ thì bán được ha, bán được rồi. Chỉ cần mở cửa ra mà chúng ta thấy thấp hơn cái giá bên đây thì chúng ta bán được rồi ha. Để mà nó quay lên lại chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian nó mới quay lên lại nha. Như vậy thì cái chuyện mà bán này là hợp lý thôi, không gì hết. VHVA. Nó đang cho những nhu cầu tiếp tục giảm nữa. Tuy nhiên thì cái khúc mà nó giảm gấp như vậy thì nó sẽ chuẩn bị tạo đáy. Đối với những khúc giảm gấp này sẽ chuẩn bị tạo đáy. Bây giờ ví dụ như nó có giảm, nó giảm được khoảng cỡ 4-5 phiên nữa ha, 4-5 phiên nữa thì lúc đó nó sẽ có những cái ngưng giảm và nó hồi lại. Thì khả năng thì nếu như nó gãy thêm thì gãy khoảng cỡ 4-5 phiên nữa đổ lại nữa, ha, là bắt đầu nó sẽ tạo đáy. Đây thì tốt nhất nên bán rồi ngồi canh lại nếu mà yêu mến nó. PLX. PLX hôm nay cho dấu hiệu bán ha. Là một cây xấu quá, dấu hiệu bán tương đối rõ ràng ha. Nhưng mà những cái tâm lý thì kia một thứ nữa đang ở những cái vùng nó cũng xấu rồi. Vậy thì khả năng PLX sẽ giảm trong vài phiên ngắn hạn thôi, rồi sau đó là sẽ có những cái hồi. Đặc biệt ngày hôm nay đánh như thế này thì đang có dấu hiệu chốt thôi, chứ còn không có gì. Mình nghe nhiều người nói mỗi lần chốt chốt nát hả, chốt nát chốt trọng tài sản á, thì đã hay có những cái trường hợp đánh lên, mà không nói thằng nào đánh lên này đánh lên cho người khác đạp vô đầu á. Chuyện đó thì nó khó xảy ra. Bởi vậy là trên thị trường ngày xưa nó ít thôi, chứ thị trường bây giờ nó quá rộng lớn bao la. Như vậy thì toàn là thằng nào cũng trên tinh thần là gì vợ gì con gì gia đình. Khi chết thì bạn bè nó chết trước, chứ còn vợ con nó chết sau. Đó là cái nguyên tắc rồi ha. Gia đình nó chết sau chứ bạn cỡ nào thì nó cũng tiêu diệt mình trước đã. Nếu mà cho sự lựa chọn, bỏ lên cái bàn cân lựa chọn thì lựa chọn ai? Giữa gia đình với bạn bè, đúng không? Như vậy thì chúng ta phải nên cẩn thận chứ. Và đôi khi những cái tổ chức lớn thì không phải bạn mình không, mà nó có những lính của nó rồi này kia mọi thứ từ lâu chưa hết, chúng ta cũng nên cẩn thận. Ok, đối với trường hợp BLS thì nó cho dấu hiệu bán rồi. Đây bên kỹ thuật mình Ichimoku thì cho vậy, bán là đúng rồi. Chúng ta thấy là cái như cây này cây giá thấp nhất ở khu vực giá 54.7, bây giờ đạp phát xuống dưới 54.7 thì cho dấu hiệu bán. Thì bây giờ mình cũng đồng tình với dấu hiệu đó ha, nhưng mà chúng ta sẽ là có một cái khoảng thời gian giảm nó cũng tương đối thôi, rồi bắt đầu nó sẽ quay lại. Ở đây thì mình thấy là những cái tín hiệu chỉ báo đang cho những dấu hiệu là giảm cũng cũng tương đối nhiều rồi, bây giờ giảm thêm ít thôi, giảm thêm ít thôi rồi hồi lại.
giờ đang giữ thì cũng nên bán xong đợi khi nào nó hồi cho mua. Có nghĩa là tín hiệu bán này ok, xấu thiệt mà đâu thấy nó xấu giỡn đâu. Nếu như mà nó tích cực đó thì người ta đâu có sách nó ra để chốt nháp nữa, nếu kỳ vọng cho nó đâu có sách nó ra. Bây giờ là cho dù là có chốt hay không chốt thì trước sau thôi, sớm muộn thôi, giờ chốt lấy doanh số luôn cho rồi. Rồi đối với trường hợp của HDG, chúng ta thấy là cái này sell thì cũng đúng ha, sell cũng đúng, nhưng mà có điều là bây giờ chúng ta đang có cái ngưỡng hỗ trợ ở chỗ khu vực 34.4. Như vậy thì cổ phiếu được khoan bán ha, chúng ta nên chờ. À, ví dụ như trong vòng khoảng cỡ cố gắng nhịn nhục trong vòng khoảng cỡ 3 4 phiên nữa, 3 phiên nữa ha, xong rồi bắt đầu thấy là nó không lủng, chẳng hạn như nó lủng nhưng mà cuối phiên nó kéo lên trên lại 34.4 ha, nó còn giữ được cái khu vực đó thì chúng ta có những cái kỳ vọng cho vấn đề tiếp tục nắm giữ đối với con cái, Hà Đô này ha. Vậy điểm điểm bán này là không không ok ha, chúng ta vẫn có thể giữ nó. Rồi cổ phiếu tiếp theo là NKG. NKG NKG thì chúng ta thấy là đây là đang là một trong những vận động viên bơi lặn mà lặn sâu ha, lặn sâu và chưa chưa có những dấu hiệu là bò lên và đang có những dấu hiệu là tiếp tục và đi tìm những cái đáy mới, nên cái hệ thống bên mình nó cho phép bán. Ngày hôm nay là nó có một cây nó giống xuống một cái ha, gãy những cái đường xanh này của mình gãy hỗ trợ nhưng mà nó cũng có kéo lên. Vậy đối với trường hợp là KG thì cũng không cần bán ha, giữ đó đi, giữ đi chúng ta nuôi tiếp ha. Những cái gì nó hoảng loạn này kia mà thứ là xuống đây quá sâu rồi, như vậy thì mình đang cần, ví dụ như hôm nay nó đóng nến mà thấp dưới hơn thì chúng ta bán luôn. Còn trong trường hợp này nó không đóng nến thấp hơn, ở bên đây là chúng ta quan sát cây này ha, ta quan sát cây này thì thấp nhất của nó là nhiêu, thấp nhất của nó 7.24, mất 7.24 cho đi bụi luôn, không có gì liên tiếp của suy nghĩ. Rồi tiếp theo của chúng ta là như vậy, Nam Kim chúng ta tiếp tục giữ ha. BBB dầu khí ha, thì mấy con này làm ra bao nhiêu mấy đại ca ăn hết có đâu mà mấy bạn đầu tư mấy nghệ chứ chưa hiểu. Ba cái vận tải BVT, BBB, bọc ống này kia mọi thứ, nói chung là xong đi đầu tư mấy con gì đó, nó có cái mang tính chất là chẳng hạn bạn bỏ tiền cho nó để nó lấy tiền đi đầu tư, nó kinh doanh nước ngoài, nó làm này làm kia, sinh ra những cái giá trị kinh giá trị rồi nó tăng trưởng theo hàng năm này kia, lựa mấy con đó đầu tư. Tại vì dù gì á là mình mua thì tạo ra những cái lực cầu mua và làm cho cái giá của nó nào cũng vững chắc, như vậy thì tạo được cái uy tín và thương hiệu đối với những cái công ty đó và đi làm ăn được cũng ok hơn. Ở trong trường hợp BBB thì giờ nó đang cho dấu hiệu bán là đúng rồi ha. Chúng ta thấy là bình thường á, mấy bạn coi mấy cái đường này nó giống như là VN, là MA20, MA20 bên phân tích phương Tây vậy. Giờ còn nằm trên đường này thì còn giữ, nằm dưới đường này thì cho đi bụi chứ gì nữa hả. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là nó sẽ giảm một khoảng thời gian nữa thôi, rồi bắt đầu nó sẽ quay lại ha. Ở đây thì mình đang thấy là cái khả năng, khả năng thì chúng ta đã có ở chúng ta giữ khoảng cỡ 2 tuần nữa ha, 2 tuần nữa thì sau 2 tuần nữa nó sẽ có những cái điểm mua hấp dẫn hơn, hoặc là nếu mà nó tích lũy được tới 2 tuần thì lúc đó nó mới bùng phát được. Hiện tại bây giờ chưa có dấu hiệu cái gì tăng này kia và thứ gì đâu, chưa có gì rõ ràng hết nha. BBB bán là đúng, không có gì sai. HCD trên cái bầu trời Việt Nam này, nó tổ quốc Việt Nam này nó có bao nhiêu ngành nghề đâu. Giờ nè chúng ta cơm ăn áo mặc, thì có thống kê ra những cái ngành nghề gì thì có mấy cái thằng lớn nó đứng trên đó rồi. Bây giờ thằng nào mà thử nhảy ra ngoài thị trường mà thử mà cạnh tranh với mấy thằng lớn nó đèo phát chết ngắt liền. Mua mấy con nhỏ làm cái gì, cứ đi mua mấy con lớn á, tiền nó nhiều, nó đang thằng nào ngoi lên cái nó đè, thằng nào ngoi lên cái nó đè chết hết. Rồi bên cạnh đó thì tiền nó lớn nó làm cái gì cũng được hết, nó xoay chuyển này kia, xoay mình này kia mà thứ nó dễ dàng.
đi lựa chi mấy con nhỏ nhỏ này, cái khả năng phát triển của nó chỉ có giới hạn thôi. Nếu như mình móc cống đâu ra được một con đó, thì mình nuôi được nó một khoảng thời gian nào thì bán đi, để gì mà nó xuống thê thảm á. Con này nó lấy máu của bao nhiêu người rồi, nhưng nó giống như Nam Kim vậy, đang tập bơi nó lặn, bây giờ nó lặn có một đường thẳng như vậy, bây giờ kêu mua bán sao giờ? Bây giờ là chỉ có cái biện pháp là chuyển hóa cổ phiếu ha, định luật bảo toàn cổ phiếu, tức là cổ phiếu không tự mất đi cũng không tự sinh ra, nó chỉ chuyển từ cổ phiếu này qua cổ phiếu khác, chứ đừng chuyển ra tiền, chuyển ra tiền thấy lỗ chơi không được. Các bạn tìm cổ phiếu nào có điểm mua rồi thế chân nó vô ha. Nếu như nó có thể tăng được thì mình đang nhìn thấy là nó cũng phải mất cả một khoảng thời gian, cả chục ngày nữa ha. Gần chục ngày nữa thì mới ra nó có những cái điểm tăng được. Đó là mình đang thấy đối với trường hợp của HCD. Rồi, tiếp theo thì chúng ta có là ROS. ROS. Em này thì cho điểm bán hồi sáng, nhưng bây giờ thì quay lại. Bây giờ thì trở thành điểm mua thì cũng chưa phải điểm mua, đụng lại kháng cự. À, như vậy thì chúng ta thấy là em rốt giữa khu vực này nó có những cái sự biến động về giá. Như vậy thì khả năng nó sẽ lình xình trong một hai phiên và nó có những cái sự tăng điểm, thì chúng ta cũng có thể sẽ hiểu được cái vấn đề này đối với trường hợp của rốt ha. Như vậy thì rốt thì về khuyến nghị đầu tư thì nó về cơ bản thì không có ông nội nào dám đầu tư rốt hết. Tại nó là ủy thác ha. Ví dụ như bạn ủy thác tiền tôi cho tôi đầu tư cổ phiếu cho bạn, thì tôi nhận ủy thác của 100.000 người này kia, thứ đại loại vậy. Mọi thứ nó chỉ là con số thôi, chứ nó tiền thì đôi khi nó không thấy đâu hết. Nó không rõ ràng, nó không phải là đầu tư mà mang tính chất là sản xuất đó, thì nó mang tính chất hệ thống thì khi mà thứ chạy qua hàng năm hàng tháng thì khi mà thứ có mối mang đầy đủ. Còn đối với trường hợp mà đầu tư tài chính này, bạn bạn biết rồi, năm ăn năm thua mà thua nhiều hơn ăn chứ. Mập mập mà béo béo rồi lại bị thịt, đại loại vậy. Thì trường hợp của rốt á, chúng ta thấy nó về những cái vùng này đang trong quá trình tích lũy, thì chúng ta cũng có thể là bỏ một phần nào đó đánh mạo hiểm đối với rốt, và điểm này không phải là điểm bán ha. VCS. Trường hợp VCS thì sao? VCS thì VCS thì điểm bán là đúng rồi. Làm cây quá mạng mà. Trời ơi, khi nào nó mới ngồi đầu lên được. Thôi bây giờ tạm thời cứ bán đi, rồi từ từ tính tiếp ha. Hiện tại bây giờ chưa có dấu hiệu để mua lên. Tuy nhiên này thì nó cũng tâm lý cũng đang ở những cái vùng là cũng lo lắng này kia hết rồi. Thế vậy chúng ta cũng nên gọi là bán rồi, ví dụ như có yêu thích nó thì ngồi canh lại đi, chứ nó cũng không giảm thêm được nhiều đâu. Con này cũng chưa giảm được nhiều, tạm thời thì bây giờ nó chưa mất cái đáy bên đây này. Và vậy sự kỳ vọng là có ha, qua người ta chốt chốt nát này kia một thứ thì nó vậy. Nói chung là cần tiền tiêu Tết này, nghỉ 4 ngày đi chơi này kia một thứ thì cũng cũng bán thôi. Và vậy cái lực bán ngày hôm nay nó lớn, đặc biệt là những cuối phiên này thì nó chờ những cái lệnh mà nó đặt mua, lệnh lệnh đặt mua ha. Một số con mà người ta tại vô ATC có hủy lệnh được đâu, không hủy kịp, vô cái là coi như là chấp nhận luôn, để thương đau cho nó luôn. Bây giờ thằng nào bán xuống giá sàn dính hết luôn. Lại lại là mấy bạn hiểu như vậy, nên BCS ngày hôm nay nó cũng đi bụi là vậy. À, như vậy là có một cái lực nó muốn bán rồi. Thì bây giờ chẳng hạn như đã ra một cái tin gì đó, hay là có những cái tuyên truyền gì trên mạng đó, rồi các room này kia mọi thứ, xong rồi kêu các bạn đẩy vô mua giá này kia mọi thứ, rồi bắt đầu làm một phát một xuống dưới đáy khớp hết. À, người ta mua từ giá thấp người ta lên bán giá cao thì bán giá nào cũng có lời hết ha. Rồi ok, tình hình là vậy thôi, không có gì đặc biệt nhiều hết. Chúng ta sẽ gặp nhau vào những ngày đầu năm. Chúc cho cả nhà chúng ta, tất cả các anh chị em đang theo dõi chương trình, cũng như tất cả các chị em cho dù không theo dõi chương trình, là những nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ, có những cái kỳ nghỉ nghỉ lễ nó thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Cho Hiệp gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến gia đình của tất cả các anh chị em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại nhé.